Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 4 tháng 8 năm 2024 trên kênh Fullu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu các bạn quan tâm tới hai loại nông sản này, vui lòng ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Fullu TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Thưa các bạn, giá cà phê sáng nay ngày 4 tháng 8 năm 2024 tăng giảm trái chiều ở hai sàn phái sinh trong tuần, trong khi đó giá cà phê trong nước vẫn neo ở mức cao. Tổng hợp giá cà phê trên thị trường thế giới ở hai sàn phái sinh trong tuần này, với giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2024 tính chung cả tuần đã giảm đi 75 USD trên tấn, với mức giảm là 1,74%, số mức giao dịch cuối tuần là 4.227 USD trên tấn. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2024, giá cà phê trong tuần đã giảm đi 62 USD trên tấn, với mức giảm là 1,49%. Số mức giao dịch cuối tuần là 4.088 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn giao tháng 9 và tháng 11 trên sàn London tương đương với mức giá là 105.900 đồng và 102.400 đồng một kg. Các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch thì duy trì mức trung bình. Trái ngược với sàn London, tại sàn New York ở Mỹ, giá cà phê Arabica ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2024 tăng nhẹ 0,25 sen với mức tăng là 0,11%, lên mức giao dịch cuối tuần là 230,5 sen trên bao. Trong khi đó ở kỳ hạn giao tháng 12, trong tuần này đã tăng được 0,4 sen trên bao với mức tăng là 0,17%, lên mức giao dịch cuối tuần là 229,55 sen trên bao. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, thị trường cà phê hiện nay đang chịu áp lực bởi nguồn cung cà phê Arabica và Robusta tăng ở Brazil, nơi vụ thu hoạch đang trong giai đoạn cuối. Indonesia cũng đang cung cấp thêm cà phê Robusta ra thị trường khi vụ thu hoạch của nước này vào rộ. Tuy nhiên, sự sụt giảm trong xuất khẩu cà phê Robusta của Việt Nam đã tiếp tục hỗ trợ giá cà phê trên sàn phái sinh. Theo Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 7 năm 2024 đạt 70.000 tấn, giảm gần 36% so với tháng 7 của năm 2023. Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam đạt 964.000 tấn, thu về 3,54 tỷ USD, giảm gần 14% về lượng, nhưng tăng 31% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu tăng cao dù lượng giảm do giá cà phê duy trì ở mức cao hầu như liên tục từ đầu năm đến nay. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước sáng ngày hôm nay, ngày 4 tháng 8 năm 2024, giá cà phê trong nước vẫn duy trì ổn định và neo ở mức cao so với phiên trước. Sáng nay, giá cà phê trong nước ghi nhận thu mua quanh mức là 122.700 đồng tới 123.700 đồng một kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, sáng nay thu mua ở mức là 122.700 đồng một kg. Tại khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 122.700 đồng và 122.600 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga, sáng nay thu mua ở mức là 123.200 đồng một kg. Ở khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, ghi nhận ở mức là 123.100 đồng một kg. Tại khu vực huyện Cư Quyên, Crom Năng và huyện Crom Park, giá cà phê cũng thu mua quanh mức là 123.200 đồng và 123.100 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, sáng nay ghi nhận quanh mức 123.200 đồng một kg. Tại khu vực huyện Chư Brông và huyện Chư Sê, mức giá là 123.100 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min, giá cà phê thu mua quanh mức 123.300 đồng một kg. Tại khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 123.200 đồng một kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắk Hà và huyện Ngọc Hồi, sáng nay thu mua quanh mức 123.200 đồng một kg. Ở khu vực huyện Đắk Lây, ghi nhận quanh mức 123.100 đồng một kg. Tại tỉnh Đồng Nai, giá cà phê sáng nay thu mua quanh mức 123.300 đồng một kg. Và tại khu vực tỉnh Bình Dương, mức giá là 123.500 đồng một kg. Đối với giá cà phê ra tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận mức giá là 123.700 đồng một kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá là 123.400 đồng một kg. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá cà phê sáng nay ngày 4 tháng 8 trên kênh Fullu TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.